cô Đinh Thị Hương Thảo, tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư hàng hải và cử nhân Anh Văn. Nhưng đến năm 2014, cô quyết định xin nghỉ việc ở một công ty của tập đoàn quốc tế, theo mẹ học tập, thực hành và giảng dạy diễn trần. Là con gái của lương dược Nguyễn Thị Quốc Khánh, chủ tịch hội diễn trần Hải Phòng, và đây cũng chính là người thầy diễn trần đầu tiên của cô. Tháng 12 năm 2014, cô được tham gia khóa học diễn trần trực tiếp cùng nhà phát minh, giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu, khóa căn bản 133 và nâng cao 134. Và một lời của người thầy đã khai ngộ cô cả một chân trời mới, một nền văn minh tâm trí mới. Nước không cố gắng chảy, mây không cố gắng bay, gió không cố gắng thổi, mà tồn tại mãi muôn đời. Câu tâm ngôn của thầy Bùi Quốc Châu. Năm 2015, cô đứng lớp diễn trần đầu tiên và bắt đầu công việc giảng dạy diễn trần online từ tháng 8 năm 2016. Cô cùng cộng sự đi khắp mọi miền Tổ quốc chia sẻ về diễn trần như Hạ Long, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Kon Tum, Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh để lan tỏa những giá trị tuyệt vời của diễn trần đến nhiều tỉnh thành của Việt Nam hơn nữa. Khóa học diễn trần dành cho hơn 50 tình nguyện viên trên khắp thế giới tại Myanmar cũng để lại dấu ấn khó quên trong lòng bạn bè quốc tế về một phương pháp trị liệu của người Việt Nam. Với đam mê và tình yêu diễn trần, cô được chọn làm trợ lý cho nhà phát minh diễn trần, giáo sư tiến sĩ khoa học thầy Bùi Quốc Châu từ tháng 2 năm 2017. Cô Đinh Thị Hương Thảo hiện còn là một giảng viên dạy diễn trần cho người nước ngoài dưới sự dẫn dắt của thầy tổ Bùi Quốc Châu. Và diễn trần Bùi Quốc Châu Online đã cùng cô Đinh Hương Thảo liên tục tổ chức và đào tạo rất nhiều khóa học trực tiếp và online cho học viên trong và ngoài nước. Kết nối với học viên bằng năng lượng tích cực sẵn có và sự tận tâm trong từng bài giảng chính là điểm dễ thấy ở cô. Chả thế mà các học viên gửi rất nhiều phản hồi về khóa học diễn trần của cô Đinh Hương Thảo như sau. Cảm ơn diễn trần nhiều lắm. Từ khi được biết và học diễn trần, cuộc sống của tôi đã không còn phải dùng đến viên thuốc nào nữa. Có thể tự chăm sóc sức khỏe cho gia đình và bản thân. Diễn trần tuyệt vời quá. Học với cô Thảo rất là chi tiết và đầy đủ. Cả nhà tôi 2 năm nay không còn cần phải dùng một viên thuốc nào. Và còn rất nhiều những phản hồi khác nữa. Học cùng cô Đinh Hương Thảo sẽ thấy với diễn trần, bạn sẽ không có thời gian cho sự buồn chán, mệt mỏi hay bất lực mà luôn cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hơn thế nữa, bạn sẽ được tiếp nhận nguồn năng lượng tuyệt vời từ cô Đinh Hương Thảo. Đối với cô Thảo, giảng dạy diễn trần là công việc đầy tính nghệ thuật và phước lành trong cuộc đời tôi. Và tôi tìm thấy trong diễn trần cả nghệ thuật yêu lẫn nghệ thuật sống.